em mua đắt lắm ấy. Thế à, hàng xịn nữa đúng không? Đúng rồi. Ôi, cái nồi này mà để Tết á, chị em mình luộc bánh trưng á, nhất luôn. Này, Tết năm nay á, đừng gói bánh trưng sao, chị gói cho nhá. Ôi, cái nồi này chị được nhiều lắm. Wow, đẹp quá. Ô, đây là cái gì ấy? Đĩa. Không phải, đây là cái thớt. Ôi đấy, phấn đấu bao nhiêu năm thì nào bây giờ cũng mua được cái nhà ấy. Hôm nay mình tân ra nhà mới mà mãi Suzy chưa sang để giúp mình dọn nhà thì được. Nhà thì ngổn ngang như thế này. Đấy, chị em đấy, bảo sang sớm mà không thấy đâu cả. Trời ạ, bóng thế. Bác ạ, ơ, nhìn cho con nghe này. Cái gì đấy? Bộ lầu ăn đấy. Có phải chị thích lầu ăn lắm đúng không? Đúng rồi, thế sao em lại cho chị? Chị tân ra nhà mới rồi. Ê, xời, chị của em là hiểu chị nhất rồi, ngồi đây đi. Ồ, nhà sạch đấy, mới nào sao? Ngồi đây. Đâu, chị xem nào. Ui dồi ôi, sướng thế này cơ chứ. Đúng là chị của em là hiểu chị nhất đấy. Chị mở ra đi. Ủa, tân ra nhà mới á, chị cũng đã kịp mua bộ nấu ăn rồi đâu. Chị muốn là nhà mới á, cái gì cũng phải mới thế mà. Chị nhận nó mua cho chị rồi. Thôi, không cần vào nhà đâu, ngồi qua đây. Mở xem trong có gì nào, xem là sushi mua cho chị có xịn không nhá. Kinh nhờ, ôi mà bộ đến nhiều thế. Wow, trời ơi, đúng thứ chị thích luôn. Ôi này, ôi cái này để ăn lẩu à? Ôi sao lại có đầy đủ thế này quá? Cái muối xinh quá. Dù biết chị thích làm trứng, làm bánh đúng không? Hôm nay để chúng mình làm trứng. Ừ, ôi cái chảo. Ôi hẳn hai đôi đứa. Này, em mua kiểu gì mà sao giống em sang là chị ở luôn vậy hả? Được rồi, từ từ. Ô, hai cái ly à? Em cái chị cái. Ê, chắc mắc quán gì đâu. Ôi cái chảo này. Ôi cái chảo này mà làm trứng cho em á thì chỉ có ngon tuyệt. Ôi cái bếp à. Cái bếp đẹp thế. Hiện đại nhờ. Ôi da. Dạ. Đây, thế rồi. Ốp trứng lên cho em đúng không? À. Nhưng mà đúng là em là yêu chị nhất luôn đấy. Nhưng mà nhiều này chắc đắt lắm em nhờ. Em mua đắt lắm ấy. Thế à, hàng xịn nữa đúng không? Đúng rồi. Ôi cái nồi này á mà để Tết á, chị em mình luộc bánh trưng á, nhất luôn. Này, Tết năm nay đừng gói bánh trưng sao, chị gói cho nhá. Ôi, cái nồi này chị được nhiều lắm. Wow, đẹp quá. Ô, đây là cái gì ấy? Cái đĩa. Không phải, đây là cái thớt. Hai cái gì đấy? Hai cái đĩa em bóc cái lớp đi ra đi. Nó hàng xịn có khác nhờ. Ê, trời. Ui, cái con dao này chị thích cái dao này lắm ấy. Ui, cái dao này mà thái thì chị có thái xuống. Ui, xoài gà, khỏe là ứng đi. Thế à, đây là đĩa đấy. Trời ơi, hàng xịn nhờ. Cái này em mua đắt lắm đấy, trời ạ. Khi nào? Em bắt đôi đũa nhá. Đấy, ui dồi. Một cái đĩa này. Em một cái đũa mẹ, chị này sao em mua lại chỉ có hai đôi thế? Em định tính rằng là chị ăn trứng luôn nè. Cái gì mà Người đưa một hôn vậy trời. Để đây cho chị, bóc vào rồi. Này, chị bảo, để đây. Thằng nào em cũng mang đồ đến rồi, chị em mình bày ra rồi. Chị em đi chợ, mua ít đồ về nấu ăn đi. Buổi chiều dọn tiếp nhá. Bà chiều chiều nay nhớ là phải dọn nhà cho chị đấy. Không trốn đâu, ăn no đừng có đòi ngủ. Nè, mua thằng ăn về đó. Bóp không? Có, có phải thích mà, chị thích mà. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.